Theo ước tính, Hà Tĩnh hiện có tổng cộng 351 hồ đập lớn nhỏ. Tuy nhiên, các hồ đập do đầu tư lâu năm, phần lớn thì đã bị xuống cấp. Và đặc biệt, một số hồ chỉ đắp bằng đất nên nguy cơ mất an toàn hồ đập là rất lớn. Bên cạnh việc giám sát điều tiết xả lũ, thì các cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp vận hành hợp lý nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm nay. Hồ Chi Báo, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn có dung tích trên 250.000 mét khối. Hiện phần thân đập của hồ đã bị nứt nẻ, rò rỉ. Một số vị trí cũng bị hư hỏng, xuống cấp. Mặc dù địa phương đã gia cố tạm thời, tuy nhiên sau các đợt bão lũ, phần thân đập lại bị sạt lở. Sơn Lĩnh thì có trên 10 cái con hồ đập như này. Tuy nhiên thì các cái hồ đập này thì đã được thi công đưa vào khai thác sử dụng hàng chục năm rồi. Cho nên là cái việc mà mỗi lần mưa lũ đến á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho các cái vùng mà dân sống ở giữa hạ du dưới thân đập. Toàn huyện miền núi Hương Sơn hiện có 100 hồ chứa với quy mô vừa và nhỏ. Đa số các hồ này đều được đắp bằng đất và có thời gian sử dụng từ 40 đến 50 năm nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, mưa lớn trong những ngày qua, mức nước tại một số hồ đã vượt dung tích thiết kế, tràn xuống cả vùng hạ du. Về phía huyện thì đã có chỉ đạo các địa phương và các đơn vị quản lý các hồ đập xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình cũng như hạ du. Hà Tĩnh hiện có 351 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 200 hồ bị xuống cấp, 59 hồ cần sửa chữa khẩn cấp. Một số hồ chỉ đắp bằng đất nên rất nguy hiểm khi có bão lũ xảy ra. Do số lượng hồ đập xuống cấp khá nhiều, kinh phí hạn hẹp nên công tác khắc phục hồ đập đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái công đơn quản lý là phải ứng trực 24/24 giờ. Và trước đó cái hồ sơ đánh giá về mức độ an toàn hồ đập, rồi các công trình đang xây dựng dở dang là phải có phương án cụ thể cho từng công trình ứng phó với các tình huống bão lụt. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là những địa phương trọng tâm về an toàn hồ chứa. Mỗi năm các tỉnh phải hứng chịu nhiều cơn bão nên nguy cơ gây mất an toàn hồ đập là rất lớn.